hiện tại em đang có một lô chỗ này cực kỳ đẹp. À, cái lô này nó nằm từ chỗ này này chị. À, đây này, lô đây này. Ngay góc này này. À, ngay góc này thì đó cái chỗ này này, cái chỗ cây này này. 5 mét đó chị. Ngang 5 đúng không? Ngang 5. Ngang 5 mà nhìn thấy nó rộng ghê thiệt luôn á. Nhìn dài quá ha, nhìn ở đây thì diện tích nó là 75 mét vuông và ngang 5, dài 15. 15 thì đi ra tới kia. Đúng rồi, ra ngoài đó. Chị, lô này là 750 triệu nha. 750 triệu. Đúng rồi. Ngang 5 dài 15. Ngang 5 dài 15. Thì biết sao? Cái lô này á, thì mình đi tới chỗ kia là có công viên này. Ở ngay sát công viên luôn. Và nó sẽ thông qua bên kia rất là đẹp. Bên cạnh nữa thì cái lô này nó nằm bên kia là nó giáp với cái dãy nhà người ta đang xây á. Cái trục đường này là bao nhiêu mét nhỉ? Trục đường này là 17 mét, với hè mỗi bên 3 mét. Và lòng đường nó là 11 mét. Và ở đây nó có một cái cây xanh này này. Chỗ này nó cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà chị mua, chị vừa chị xây nhà thì sau này chị ở đây là cái này là xây nhà, có phải xây nhà thô lỗ hay là xây nhà tự do? Thực ra ở đây thì mình sẽ xây nhà thơ mẫu nha, tại vì tất cả những cái dự án ở Bình Dương của mình, dự án 1/500 thì đều xây nhà thơ mẫu hết, nhưng mà ở đây điều đặc biệt thì mình có thể là xây tối thiểu là một trệt một lầu. Một trệt một lầu. Dạ, mà cái mẫu thiết kế đó là do chủ nhà đầu tư đưa cho mình á? Đúng rồi, chủ đầu tư đưa cho mình. Và khi mà mình xây á thì mình nhớ báo chủ đầu tư cung cấp tất cả những cái phần bên ngoài là do bên chủ nhà đầu tư là đưa mẫu cho mình, nhưng mà bên trong là mình có thể thiết kế riêng mà đúng không? Đúng rồi, bên trong thì chị có thể thay đổi, ví dụ phòng mà chị muốn ở dưới hay một phòng ngủ hay là hai phòng ngủ thì tùy chị. Rồi ở trên lầu thì chị có thể thiết kế hai phòng ngủ hay là một phòng thờ. Nói chung là mình có thể thay đổi thiết kế bên trong. Còn bên ngoài thì phải theo mẫu của chủ đầu tư. Và vỉa hè này là 3 mét nha chị, tính từ cái này. Cái tính từ bó vỉa này và đông này là 3 mét. Và đây chị mình xuống kia phía sau mình còn có hai mét cầu thoát hiểm nữa, cực kỳ đẹp luôn. Đây này, cái này này. Đây. Đây. 2 mét cầu thoát hiểm ở chỗ này này. Và ở đây là có đây này chị, tính từ mép này này. Ở đây là 1 mét này, 2 mét này. Và chỗ này nó sẽ có cái cọc. Và cái này là cái hố ga. Bên đây tất cả những cái dự án đều hố ga nằm phía sau hết. Và hệ thống càng tốt nữa thì mua mình bán lại thôi. Cảm ơn. Bây giờ ở đây còn lô nào nữa không? Không chị, đây một lô có bên đây luôn. Đây lô này. Đúng rồi. Cũng 750. Thực ra là ngày xưa là khách hàng mua hai lô liền cờ, lô này với lô này, nhưng mà khách hàng bây giờ cần tiền á, cho nên khách hàng bán một lô trước. Còn lô nếu mà chị muốn mua thì em nói muốn mua liền cờ thì em hỏi khách thôi là có bán luôn không? Thì chị mua liền cờ cho nó tiện. Hai lô này cũng đẹp ha. Đằng trước không có dính hố ga gì hết. Đúng rồi. Có dính gì hết. Đó là hai lô mà nếu mà chị mua hai lô liền cờ thì sau này chị bán lại cũng dở này. Nếu mà lấy hai lô thì giá tiền là phải bớt đi chứ. Có bớt đâu. Thực ra cái giá này chủ cái khách hàng á, chủ đất người ta giao là giá này giá thu vừa rồi. Còn bớt hay không thì em sẽ chị sẽ làm việc trực tiếp với chủ. 750 triệu là phí rồi sổ này sắp bên là, lo hết. Đúng rồi, bên chủ lo hết. Bên này là hiện tại là sổ sắp là có sổ chưa nhỉ? Hiện tại thì ở đây là đã có số chủ đầu tư rồi, và khoảng quý 1 đến quý 2 năm 2021 thì chị mình ký công chứng. Dạ. Vậy là hiện tại là mình ký hợp đồng thôi đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình ký hợp đồng với chủ đầu tư, sau đó mình sẽ khoảng quý 1, tức là khoảng cuối quý 1 hoặc là đầu quý 2 là mình sẽ ký công chứng liền. Rồi chị, như vậy thì bây giờ bây giờ anh chạy chở cho em xem một vòng để xem cái tiện ích như là trường học hay là gì kia có không?
và bác